Hôm nay thì mình sẽ quay video review lại cho anh chị và các bạn xem về hoa cành bướm mà mình trồng ở đây. Và ở đây là một ô mà hôm trước là mình gieo trước các bạn này. Và ở đây là một ô mà mình đã gieo sau. Và loại gieo sau thì nó phát triển gần bằng loại gieo trước rồi, tại vì loại gieo trước hôm trước là mình trồng ở đây là mình không chăm sóc nhiều và đất ở đây là đất sỏi. Ở đây là các bạn nhìn thấy phân ở đây là mình 14 phân thôi, chứ không phải là mình trồng ngay lúc đầu, nên là lúc đầu ấy thì dinh dưỡng của nó rất là kém và nó chỉ lên được chừng này tầm khoảng 20 phân thì nó bắt đầu nở hoa rồi. Và đây là loại hoa cành bướm mix, nó có nhiều màu khác nhau thì bao gồm màu tím này, rồi là màu trắng này, rồi là màu hồng này, rồi là màu ở đây là màu trắng hồng lẫn lộn với nhau, còn có màu đỏ nữa cơ, nhưng mà mình chưa thấy là màu đỏ xuất hiện ở đây thì nó rất là đẹp. Còn một loại là cành bướm vàng thì nó cũng khá là đẹp. Và hoa cành bướm thì nó có nhiều dạng khác nhau, ví dụ như là dạng đơn, dạng kép, dạng mix. Đây là dạng mix là nó có nhiều màu khác nhau. Đây là hoa cành bướm đơn, hoa cành bướm kép và hoa cành bướm đơn, thì mình cảm thấy là hoa cành bướm đơn này nó đẹp hơn. Và đặc biệt nhất ví dụ như là màu tím này nó rất là đẹp các bạn. Màu hồng này cũng rất là đẹp. Và màu trắng là tùy theo từng thẩm mỹ, từng mắt của từng bạn, thì các bạn thích màu nào thì các bạn lựa chọn trồng. Nhưng mà ở đây là dạng mix, bên mình có gói hạt giống là dạng mix thì bên mình gồm nhiều màu khác nhau nhé các bạn nhé. Nhé, ra cây mà nó phát triển đấy thì ít nhất thì nó phải lớn như thế này. Và thực chất là bên mình trồng hoa làm đồi hoa, làm điểm du lịch ấy các bạn, thì hoa của nó rất là cao, nó cao tầm khoảng 1 mét và nó đứng là ngang tầm ngực người của chúng ta luôn ấy, ngang tầm bụng người của chúng ta ấy. Thì như thế này thì nó đã còn thấp và nó đẻ ra nhiều nhánh các bạn. Đây là một bông hoa này và nó còn đẻ ra nhiều nhánh ở phía dưới này. Đấy. Và ở dưới này này thì mình test chất lượng hạt giống của nó, và ô này là mình nhổ tỉa bớt rồi này các bạn này. Không phải là nó lên từng này đâu mà mình thấy là nó lên dày quá, mình tỉa bớt đi. Ví dụ cây này nhá, cây này mình nhổ tỉa bớt đi. Thực chất là mình để nhiều thì nó cũng không tốt đâu. Đấy, mình nhổ tỉa bớt đi, hôm sau là nó sẽ đẻ ra nhiều nhánh và nó sẽ tạo cho chúng ta là một vườn hoa đây. Đấy các bạn thấy chưa, những cây cây như này mình không nên để nhiều quá. Cây cỏ dại đây mình cũng phải nhổ đi. Đây, mình nhổ tỉa bớt đây là hôm sau là nó sẽ phát triển tốt thôi. Như cái này này, nó lên dày quá các bạn này. Tất nhiên là hạt giống, gói hạt giống mình gieo thì nó có nó phát triển nó nảy lên nhiều, nhưng mà mình cần nhổ tỉa bớt đi. Và khi mà nó cao rồi, cao như thế này ấy, thì mình có thể là bắt đầu ngắt ngọn của nó đi các bạn nhá. Như cây này mình ngắt ngọn của nó đi thì hôm sau là nó sẽ đẻ ra nhiều nhánh. Ví dụ như cây này mình không ngắt ngọn này thì nó đẻ nhánh nó kém. Ví dụ cái ngọn trên này là mình ngắt đi là nó sẽ đẻ ra nhiều nhánh, nhiều nhánh như cái này nó sẽ đẹp hơn. Còn những cây này mình không ngắt ngọn nó cao ngít trời luôn các bạn này. Nên là hoa cành bướm này là mình phải ngắt ngọn đấy. Đó là kinh nghiệm mà bên mình trồng hoa để làm điểm du lịch đấy các bạn. Để chia sẻ đến cho anh chị và các bạn. Hiện tại thì bên mình có hạt giống của nó nhé. Bạn nào cần hạt giống các bạn có thể kết nối với bên mình. Bên mình cung cấp hạt giống cho tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau.